4. Rất thích đi du lịch, mặc dù với công việc bận rộn. Các ông có thấy hờ mè không? Tóc này, tóc này tóc giống kiểu tóc xin cậu bé bút chì ấy. Ôi trời ơi, anh theo mắt nhẵn nhẵn nhẵn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Reaction. Ok, Sĩ Kẹo streamer ấm áp nghị lực cùng top 10 điều thú vị về streamer, hãy tìm hiểu ngay thôi nào. Hiện tại thì mình đang xem video trên kênh của Ganana Free Fire Việt Nam nhé. Các bạn hãy nhớ là hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận thêm thông tin mới nhất từ bên Ganana Free Fire Việt Nam nhé. Ok, và không để anh em phải mất thời gian thêm nữa thì chúng ta let's go thôi nào. Hiền lành, ấm áp, đó là những gì người ta nói về chàng streamer này. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 điều thú vị về chàng streamer mà ai cũng hâm mộ này nhá. Xì kẹo đấy, xì kẹo đấy. Sĩ Kẹo, tên thật là Phạm Huy Sĩ, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1999. Sĩ sinh ra tại một làng diệt chiếu lao động cực khổ. Cái đoạn này này, 21 tháng 9 năm 1999 là nó kiểu như nào nhỉ? Năm 1999 Năm 1999, Sĩ sinh ra tại một làng diệt chiếu lao động cái này kiểu ghét thêm à? Na Sơn, Thanh Hóa. Điều mà Sĩ Kẹo gây ấn tượng nhất với fan của mình là sự chân thật, tự nhiên, chất giọng ngọt như mía lùi trong các video game. Chất giọng ngọt như mía lùi nha. Một câu chuyện từ anh xe ôm trở thành YouTuber triệu sắp. Ôi! Kẹo tâm sự trước khi làm streamer, công việc chính của anh. Ok. Đây là những hình ảnh không tốt về Sĩ Kẹo. Chứ trông tôi điên. Cái đợt này là đợt tôi béo vãi. Mình nhớ không nhầm thì mình 75 cân. Oh my god. Cái bụng này. Mấy ông còn chèn cái emoji kiểu hello mấy cưng. Cười cười. Anh là chàng xe ôm công nghệ, ngày ngày chạy xe chở khách, giao đồ. Ngoài ra anh còn nhận sửa điều hòa, đồ gia dụng, kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình ở quê. Anh tình cờ biết đến Free Fire là nhờ các đồng nghiệp rủ chơi trong lúc ngồi đợi khách bốc xe. Từ đó, Sĩ Kẹo bị thu hút bởi Free Fire và đã bén duyên trở thành YouTuber. Ok, mình chơi game Free Fire từ rất là lâu rồi. Mình còn nhớ cái ngày đầu tiên mình chơi game Free Fire nha, là phiên bản OBT2 á. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có một video cũ của mình, mọi người có thể là tìm nhá. 2. Đam mê PKL. Hả? Cái gì? Đam mê PKL á? Cái này là người ta gọi là đam mê phân khối lớn, PKL. Mấy ông bên Gardena Free Fire làm hài hước thật đấy. 2. Đam mê PKL. Anh chàng Sĩ Kẹo chia sẻ, những chiếc xe PKL là niềm đam mê của Sĩ. Anh thường hay những chiếc xe PKL bằng chiếc mô tô của mình và chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi với qua những video đăng tải kênh. Mong của anh là sẽ sớm sở hữu chiếc Yamaha R6. Mọi người ơi, cái này là cái lúc tôi đói ăn. Ôi, tôi dắt cái xe lên đèo mệt vãi mọi người ơi. Quay cái xe, con xe của mình nó nặng tầm khoảng là hơn 170 cân, nhưng mà đổ xăng vào là gần 200 cân đó. Thế thì còn gì là người nữa hả? À không, không đến tầm khoảng 190 cân nó nặng quá. Đói ăn là khó. Ui. 3. Đam mê nhiếp ảnh. Một điều không thể thiếu trong top 10 điều thú vị nhất. Đương nhiên không thể thiếu nhiếp ảnh rồi. Tôi chụp ảnh đấy. Anh tự mua máy ảnh, lên mạng tìm tòi, học hỏi cách chụp sao cho đẹp. Sĩ Kẹo chủ yếu chụp phong cảnh, ngoài ra thì còn chụp ảnh cho mẫu ảnh, chủ yếu để trau dồi thêm kinh nghiệm của bản thân. 4. Rất thích đi du lịch, mặc dù với công việc bận rộn. Các ông có thấy hờ mè không? Tóc này, tóc này tóc giống kiểu tóc xin cậu bé bút chì ấy. Ôi trời ơi, anh theo mắt nhẵn nhẵn nhẵn. Cái đợt này mình cắt tóc ngắn mọi người, nó đang tốt, trông điêu lắm luôn. Đó là một YouTuber, một streamer. Hàng tháng anh vẫn sắp xếp thời gian cho mình một vài ngày nghỉ để đi du lịch. Theo Sĩ Kẹo chia sẻ, anh rất thích đi du lịch một mình. Kiếm tiền đi du lịch đó mọi người. Làm quen với những người bạn mới. Sẽ đăng nhiều video hơn nha. Ok. Quên đi những bộn bề, lo âu cuộc sống.
hòa mình với thiên nhiên. 5. Sĩ kẹo thường hay chôn fan của mình. Sĩ kẹo có khả năng giả giọng chú ngạn, Châu Tinh Trì. Anh hay chôn fan của mình bằng cách giả giọng tấu hài trong lúc stream với phong cách hài hước vừa chôn. Quá đúng luôn. Lan mi chẳng còn đâu những giây phút, chẳng còn đâu những ân tình. 6. Đam mê ca hát. Mặc dù hát không hay nhưng Sĩ Kẹo rất hay hát. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của. Đây là cái lúc kiểu mình hay thức khuya lên nhiều mụn này, ăn đồ ăn cay nóng xong tóc tôi búi lên này, trông kiểu. Giờ người nơi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi, chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi. Bảy. Niềm vui mỗi ngày của Sĩ Kẹo. Sĩ Kẹo chia sẻ việc mỗi ngày được livestream trò chuyện với fan của mình, tâm sự về những câu chuyện buồn vui, ngồi stream chém gió cùng fan là điều Sĩ cảm thấy vui nhất. Làm sao để cơ đổ đứa không yêu mình nhá, chú bảo nghe này. Riêng mà con gái ấy, nó đã không yêu rồi đấy, thôi dẹp đi con ạ. Tuổi xuân này sống được đáng bao nhiêu đâu chú. Đâu, chuẩn, chỉ có chuẩn đúng không? Bây giờ nhá, nó đã không yêu rồi, cuộc sống nó rõ ràng không yêu cháu rồi đúng không? Thì cháu cũng cố gắng như nào đi nữa cũng không được, chú bảo rồi. Thôi, dành thời gian, tán con khác. Tán con khác, cuộc sống very happy. Woo, xin chào vào tay. 8. Sĩ Kẹo còn là một quản lý idol. Anh chia sẻ, bình thường khối lượng công việc của streamer đã khá bận rộn rồi, nhưng anh vẫn cố gắng làm việc. Trông mặt tôi kiểu hờ mê vãi lìn kiểu. Anh vẫn cố gắng làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Điều Sĩ Kẹo cảm thấy vui khi là một người quản lý idol đó chính là chia sẻ những câu chuyện của mình và niềm vui của một streamer, youtuber đến những idol khác trong công ty, tạo nguồn động lực cảm hứng cho anh em idol. Nói chung thì ở công ty mình hiện tại có khá nhiều streamer và Sĩ Kẹo là một cái người quản lý cho các bạn ấy. Tóm lại thì có rất là nhiều cái câu chuyện, cái thứ mình chia sẻ cho anh em idol. Nói chung là mọi người trong nhà cảm thấy kiểu vui lắm, nó giống kiểu một cái gia đình á. Yeah. 9. Thần tượng của Sĩ Kẹo là ai? Thần tượng của Sĩ Kẹo là Missy Gaming. Missy Gaming là một thần tượng mà Sĩ Kẹo luôn muốn học hỏi, là một người truyền cảm hứng, truyền lửa cho Sĩ Kẹo phát triển bản thân. Sĩ thường xuyên xem stream của idol của mình vào lúc đêm muộn khi đã hoàn thành xong công việc hàng ngày. Ok, thì mình là một fan chân chính của Missy Gaming. Mẹ mày được vãi lần em ơi. Cái điều mà mình thích ở Missy Gaming đấy là anh Độ hay chia sẻ cái thứ rất nhiều câu chuyện cuộc sống của mọi người với một cái phong cách hài hước, thì đó là một cái mà mình muốn theo đuổi và ở đây có bao nhiêu bạn fan của Missy Gaming? Comment nào. 10. Trăm tập thể dục thể thao. Mặc dù khối lượng công việc hàng ngày rất nhiều, đặc thù công việc của streamer, thời gian ở trong phòng làm việc là chủ yếu, nên Sĩ rất chú trọng đến sức khỏe. Anh đến phòng tập gym hàng ngày, tập luyện nâng cao sức khỏe để luôn luôn sẵn sàng hoàn thành tốt công việc của một streamer đấy. Chiều nào cũng lên phòng gym lấy tí nước vẩy cho có mồ hôi, chứ có tập tành gì đâu. Ok. Ok mọi người, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã reaction xong 10 điều thú vị về bản thân mình. Và mọi người ơi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nha. Và nếu như mọi người yêu thích những cái video của Kẹo thì đừng quên để lại cho video của Kẹo một lượt like, cũng như là chia sẻ này, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thêm thông báo về những video mới nhất mà Kẹo đăng tải nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn sau nha.